Bây giờ cô đem đi ra bán cho bạn hàng hả? Đưa cho thằng Thà, bữa nào cũng nó cũng ăn ký, mà mình không có nhiều, có 1 ký, 1 ký mốt trở lại. Không có nhiều. Không có dám ăn đâu. Hồi đó nhà nghèo mới ăn cá linh, bây giờ nhà giàu mới ăn cá linh. Hôm nay đặt 400 cho mấy không có ăn. Lỗ tiền dầu luôn. Lỗ luôn, hôm nay lỗ đứt đường luôn. Hôm nay mình được bao nhiêu ký cá linh con? Bữa nay không có con nào luôn. Mỗi năm mình một thùng về năm 70 ký cá linh. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hôm nay Bùi Hồ có dịp về vùng đất Tân Hồng, một trong những cái vùng đất thượng nguồn của sông Cửu Long. Vào mùa nước nổi thì lượng cá đầu mùa, đặc biệt là cá linh về rất là nhiều. Hôm nay Bùi Hồ cùng với lại Phong bắt gặp được một cái khoảnh khắc rất là hay, đó là những người ngư dân họ neo đậu theo những cái chiếc ghe như thế để mà đánh bắt. Những cái người đánh bắt đó là họ tập trung ở đây luôn hay sao chị? Tập trung ở đây. Là họ tập trung từ tháng mấy đến tháng mấy? Tháng 5 bắt đầu tháng 6 thì tìm lợn, người ta đang mua lợn thì bỏ còn lại đi sớm vậy đó. Dạ. Lợn chuẩn bị lớn dớ rồi. Khoảng tháng 10 thì họ về. Tháng 10 xong, tháng 9 tháng mấy rồi bắt đầu dỡ dớ từ từ. Năm nay nước nhỏ nè. Mùa này có cá linh nhiều không chị? Năm nay cá nhỏ chứ nuôi cá ít. Thì theo chia sẻ của chị đó thì hôm nay Bùi Hồ cùng với Phong đi hoa qua một cái chuyến đò để mà tìm về những cái ngư dân để hỏi thăm về tình hình đánh bắt đầu mùa như thế nào. Sáng giờ có cá gì không? Chú đổ vớn, đặt vớn ở đây hay gì chú? Chú ở xứ người dân ở đây hay sao? An Giang bán á. An Giang. Mùa này có cá linh nhiều không chú? Mùa này cá linh nó xèo à. Anh đi tìm mấy người đi bắt cá linh đó. Chưa có vô động hết trơn, bữa được có 2-3 ký à. Cá mà không thấy được hết. Sớm sớm chứ chắc này giờ cũng không có nữa. Mới mình bệnh bán hết rồi. Cá được 3 ký gì đó. Dạ. Bên đó kìa. Xuồng đó vô bán cái gì chú? Nó mới đổ về đó mới coi có đi qua thử. Cho em xuống với nha, cho con xuống nha chú. Là nguyên đêm mình có nhiêu đây hả? Này là một đêm mình đổ mấy lần cô hả? Có một lần một nè, có nhiêu đó. Vừa cá ăn nó canh thủ qua nha. Cá linh non. Đằng kia hả con? Đợi con đi coi con cá linh đầu mùa cái năm nay về nhiều không? Ít, không có nước sao có cá nhiều. Năm nay ít hơn so với năm rồi nhiều rồi cô. Con quay gì hả? Quay kỷ niệm mà đi coi cá rồi á. Ta đem cá cho chồng đi. Rồi, cá những con cá nhỏ nhỏ không Phong? Theo mình gọi lúc trước là cá hủng hỉnh đó Phong. Mình năm nay thắt mưa thắt không có nước thắt dữ lắm luôn. Dạ. Yeah. Không có cá luôn. Hôm nay nhiều, nhiều vớn lắm mà đổ có nhiêu nè. Thắt dữ lắm dữ dằn luôn con. Nhà đây là nhà của gia đình mình luôn hả cô? Hết nhà đi luôn. Mình cá... ở đây đâu? Ở An Giang. Đi qua bên Hồng Ngự hả? Khổ dữ dằn luôn con. Bây giờ cô bán cho bạn hàng là bao nhiêu một ký cô? Cá linh này nè. Không biết nó bán ra mấy mình không hiểu, mà mình ở đây bán cho nó có 100 mốt à. 100 ngàn ký hả? Ừ. Chắc con có thử kỹ hơn cá thì sao ạ? Đó, vậy đó. Nhảy cá thiên nhiên, cá thiên nhiên mà. Dạ. Bây giờ cô đem đi ra bán cho bạn hàng hả? Đưa cho thằng Thà, bữa nào cũng nó cũng ăn ký. Mà mình không có nhiều, có 1 ký, 1 ký mốt trở lại. Không có nhiều. Mày quay tao nữa lên đài đó phải không? Năm nay mình đặt dư giả không con? Không, năm nay lỗ luôn. Tiền không có tiền xăng gì luôn á, lỗ luôn con. Cái này quay lên đài nào? Không, tụi con quay chơi à, đi khám phá. Vậy hả? Dạ. Để đưa cho nó cái. Ê!
chỉ bán thôi chứ không có ăn nữa hả cô hả? Có dám ăn đâu. Hồi đó nhà nghèo mới ăn cá linh, bây giờ nhà giàu mới ăn cá linh. Thấy không? Chính xác không con? Cách đây khoảng mấy tuần trước á, có đặt 1 ký cá linh lên Sài Gòn tới 350.000 một ký. Đúng rồi. Mà giờ đây cũng có, đây cũng có 100 mấy. Ở đây thì hiện giờ thì cô mua là 110. Để cô đem qua cho nó ở đó đi rồi cô nhìn nó dạ. Nhìn tại, cái luôn tại cô bán rồi, không bán thì anh em mình mua. Rồi, hay là kia đi rồi mình mua lại. Mùa này có cá nhiều không anh? Dạ. Dạ, anh đặt vớn hay là đặt 12 cửa ngục? Mình ở An Giang luôn hay gì anh? Anh ở vùng Tân Hồng này luôn. Lên đây nè Phong ơi, cho em lên ghe mình với được không anh? Nha. Tụi em đi coi con cá linh coi mùa này nhiều không? Cẩn thận nha Phong nha. Cho con chui vô trong nha cô nha. Cái rồ cá mới thấy đó. Đây nè Phong, em chui vô đây nè. Làm con cá luôn rồi. Không có cá luôn hả cô? Có luôn, hôm nay đặt 400 trăm mấy không có ăn. Lỗ tiền dầu luôn. Lỗ luôn, hôm nay lỗ nước đường luôn. Hôm nay mình được bao nhiêu ký cá linh cô? Bữa nay không có con nào luôn. Mỗi năm mình một thùng về làm 70 ký cá linh. Hôm nay không có con. Này là tép. Hôm nay thì thấy có tép nè. Còn cá gì đây à? Cái này là cá lóc. Cá lóc. Ở dưới này là cá. Này có cá linh vài con nè. Cái cá mà lượng cái sườn xanh xanh này là cá gì cô? Cá sặc. Cá sặc. Cá rô phi hả? Ừ. Không, cá gô đồng. Rô đồng. Với lại cá này cá mè vinh, mè vinh nè. Mè vinh. Cá có bắt gì cần phải làm quá chứ lại đây chứ quay. Ờ. Ngu luôn với sụn. Cô ở từ tháng mấy đến giờ cô? Ở 2-3 tháng nay rồi, đổ nước đường. Ừ. Nhà đây nè, nhà đây với mấy số à? Dạ. Nhà 112. Năm nào mình cũng chạy lên đây mình đánh bắt hả? Ừ. Giỡn mình xa đây không cô? Giỡn trong đồng đây, trong 2-3 cái số đó. Thằng nữ cái con hỏi là nếu như mà đánh bắt giỡn thì đâu có gì đâu mà lỗ, tại lỗ tiền dầu. Tiền dầu gì chọn dần người mấy chục triệu. Giỡn nha. Lứ gì đó, đó một cây gì là cả triệu 700-800 ngàn. Dữ lắm, nặng vô vốn. Cô được bao nhiêu cây giỡn vậy? Cô đâu mười mấy bầu vậy đó. Là mười mấy triệu. Mấy chục triệu. Cây gì từng đồ nữa chú ô. Cây gì 60 ngàn đó, cây trạm á. Cây trạm á cô hả? Ừ, đó cây gì á. Nặng giống lắm cô con ơi. Hôm nay lỗ nước đường rồi. Hiện giờ là giữa tháng 8 rồi. Tháng 8 là tháng mà nước lũ về cao nhất đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Tháng 8 mà không có nước là nước lũ về chứ mà không có nước. Lũ kia không? Ngày xưa có câu là tháng 7 thì nước nhảy khỏi bờ. Ừ. Là lúc đó thì cá phải nói kinh khủng. Tháng 7, mấy năm trước chúng tháng 7 không á. Tháng 7 rồi có cái linh đâu. Cô cân cá linh này cho bạn hàng là bao nhiêu một ký? Ở 101, còn đâu có cá đâu, có lại 101 không có cá. Vậy cũng đâu có bao nhiêu đâu, đâu đủ thiếu gì đâu. Cái này chưa được mấy lạng, này mấy lạng chứ mày? Mấy lạng. Phù cá, phù cá ăn. Nhà mình là chỉ làm theo mùa nước thôi hay sao cô? Mùa nước là bữa nữa là đồng bữa kia nhà dọn. Còn mùa nước được có 2 tháng rồi con ơi. Thường thì mấy giờ mình đi dở vớn? 3 giờ phía đổ. Chị bán cá. Chị đứng ơi. Cá mắm dân nội dọn nghề xuồng ghe mấy móc mấy chục triệu. Một ngày thì thu nhập của hơn 10 cái vớn thì cô khoảng tất cả bán các loại cá thì khoảng bao nhiêu tiền? Bây giờ thu nhập ngày nay chừng 200 mấy. Còn mấy năm trước thì triệu mấy 2 triệu nó trúng có nước nữa. Sẽ mời được bán chắc ở 150 vô xuồng. Mấy năm trước xuồng 2-3 triệu không? Trong rồi có linh chạy ngày mấy chục ký. Gia đình mình mấy người đi cô? 5 người, 4 người, 5 người. Là mỗi người được 100 mấy hả? Có 100 mấy đâu, ngày nay gì 100 mấy nguyên dần dớn vậy đó. Chạy con cái. Thua rồi, năm nay thua mà kiếm gạo ăn hàng ngày đi chứ không. Anh nó đi dở dớn nữa vậy cô? Ừ, đi vô đồng mới về nó giờ. Bây giờ đi dở dớn nữa hay sao? Nghỉ rồi, con đâu có dở mấy chục rú mà không chạy nữa. Ở đây là xã gì cô? Xã này xã gì chào? Chào ơi. Hả? Thành Phú phải à? Ừ, Bình Phú. Bình Phú Tân Hồng.
Tân Hồng, xã nằm đây mà. Cái ghe của bên kia là của ai mà nhà xíu vậy cô? Ghe của anh dưới xóm cũng lên làm đó, chung chung ở vậy đó. Nhà cửa thì mình có, mình lên đây ở vậy đó. Sống trên ghe vậy á? Ừ. Thì nhỏ. Nhưng mà ngày về mưa giông vô mũ gì đó rồi sáng đi. Biết lội không con? Biết rồi. Trời. Con. Một bồi. Cái gì á? Cái nước đâu? Nước ở đây này lên yêu. Bé này mấy tuổi rồi con? Không có ca. Học lớp 1 rồi đó. Rồi đi theo cô gì sao học? Gửi trường đây. Trường đây nè. Cô nhận. Trường nào về nhà lên trường nhà. Mình cũng gần chung huyện chung ấy đó, cũng dễ. Học chân à? Hôm nay nghỉ. Cái này là mình chừa ăn hay sao cô? Chừa ăn. Cái này tính kho hùng hỉnh là ngon luôn á. Con nhà cóc. Tép làm gì cô? Nếu mà tép á. Tép có luôn mà ngâm mặn nó gì á. Tép ngâm mặn. Ừ. Học gì đây làm gì? Chiên hả? Chiên hả là luộc gì đó biết đâu. Ờ. Bên đây có cá ngon rồi. Cá thì thoải mái mà ngặt tiền không có. Đồ ăn này thoải mái vậy đó. Mà người cá nè. Cô có dám để cái linh này lại ăn không hay là bán hết? Cô linh hả? Dạ. Bán hết trơn gì có cá ăn có bán chứ gì mà không dám. Ồ. Có nghĩa là thu nhập ngày đó là từ cá linh là nhiều. Nhưng mà cô có để lại ăn nhiều không? Ăn chứ ngán, không có ăn luôn mãn rồi, không ăn cá linh luôn. Bây giờ mình ngán cá linh luôn hả? Ừ, nghe một cái linh là ngán luôn, năm gọi ăn không? Năm gọi là mặn mãn mùi chá chớ, kho một nồi hay nấu canh gì một nồi mà chú giấm gì người ta ăn, mình gặp chứ là sợ luôn. Nhưng mà bây giờ cá quý mà thành cái món đặc sản của dân đại gia mà. Không, con. Ăn đây sợ cá linh à? Con bữa nay không có gì ăn luôn. Ở đây là giờ, lúc mà mình đi ngang qua mình thấy cái khung cảnh ở đây á, có một cái xóm vậy á, ngồi ghe kia mình thấy thơ mộng quá. Ừ. Qua tìm hiểu bà con thử như thế nào. Vô đây thì mới thấy khó khăn à. Chị hả? Bà vừa nó biển hả? Năm nay là giảm hơn so với năm rồi khoảng 10 lần nữa cô. Ừ. Ăn đây đâu. Đi đâu anh? Ồ được á, cho em đi với. Đi giả dạ giỡn cái gì anh? Giỡn đảo rồi đi vòng vòng giống à. Lại. Dạ. Lại. Đi với nó chơi đi. Dạ. Sao không anh? Dạ. Cảm giác coi nè. À.